Con chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Cà Vlog nha. Thì cả nhà, hôm nay mình tính đến là cái khu vườn dừa cả nhà, nhưng mà mình đến rồi thì mình thấy cái đó như là người ta cài bừa lên, người ta chụp lên, người ta làm gãy rồi cả nhà. Thì mình nghĩ bông linh chắc ở đó cũng không còn, với lại có người ta lại đó rồi thì mình cũng không nên cả nhà. Thì nói ngay thì mình cũng muốn, nếu như mình gặp bông linh thì mình cũng muốn giúp, nhưng mà có lẽ mình không có duyên. Thì hôm nay thì mình tự nhiên nảy cái ý định như thế này cả nhà. Mình vô trong một cái khuôn giới địa thì có rất là nhiều màu, thì mình sẽ đặt cái máy niệm Phật ngay chính giữa trung tâm khuôn giới địa này luôn. Thì trước khi mình cúng thì mình không biết là mình có gặp bông linh hay không, cái đó mình chưa biết, nhưng mà mình sẽ thử coi từ nào giờ mình đặt máy niệm Phật. Thì cũng rất nhiều khuôn giới địa rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ mình đặt máy để mình xem thử coi cái mình đặt máy niệm Phật như vậy nó có công hiệu hay không, có thể giúp được bông linh hay không. Thì hôm nay mình sẽ đặt giữa một cái khu một, thì nó ngay cái khung hình điện, cái khung hình máy của mình nó nhìn chắc không hết được đâu cả nhà. Thế nhưng mà mình kiếm một cái góc, một cái khoảng nào đó nhìn được, mình tính bạn là nhìn được bao nhiêu thì nhìn cái camera của mình. Thì nó ngay thì cái này thì mình cũng chưa biết là có đạt hiệu quả hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng xem thử nha, như thế nào nha cả nhà. Hy vọng thì mình đặt máy niệm Phật thì có thể giúp được bông linh niệm Phật. Có thể là một trong các bông linh nào đó, nó bông linh có duyên, hoặc là có thể là nghe niệm Phật và có thể thoát, thì có thể camera mình bắt gặp được. Thì mình đang hy vọng như vậy. Bây giờ cái nhà mình vô trong khu này với mình nha. Ngay cái đèn mình sẽ quay cho cái nhà mình thấy. Mình đã vô phía trong khu nghĩa địa rồi cả nhà. Cái cổng ngoài kia á, cái cổng ngoài trước đó, còn ở đây là phía trong. Ở đây là mình ngồi ngay cây bồ đề nè, cái này cái da. Ở đây nó có cái khu mộ này gấp trước mình lại, ít màu lắm, bây giờ thì quá nhiều. Chưa đầy một năm thì nó rất là nhiều màu, nguyên cái dạng bên đây luôn. Hồi trước là chỉ có khoảng tầm khoảng chục cái màu ngay chỗ bên khu bên đây thôi. Thì nó ngay nguyên cái khu này nè, nguyên cái dạng này là mới, cái này là mới hết. Cho nên thì mình nghĩ là có phải có một cái máy niệm Phật mình đặt ở đây nữa thì tốt quá. Thì mình còn 5 máy nhà nha, nhưng mà mình chưa có đặt. Thì ý định là cũng muốn đặt vô mấy những khu màu này, có thì mình đặt thôi. Thì đây nguyên cái dạng này là mới nè, tức là khu màu này chắc tầm khoảng 2 năm trở lại đây thôi, với lại bên đây nữa, nguyên cái dãy này luôn cũng khoảng là chạng 2 năm trở đây thôi nè. Toàn năm 2022 không, 2022 giờ gần cuối năm 2023 thì cũng khoảng là cũng hơn năm hết. Thì mấy cái khu màu này mình nghĩ đặt máy niệm Phật cũng rất là tốt, tại vì mới, có nhiều linh hồn sẽ chưa thoát. Đây, cái nhà thấy không, ly đồ, đang cày đồ còn lự ở trên. Thì mình sẽ quay qua đây cho cả nhà mình xem nguyên khu này luôn nha. Thì mình sẽ đứng ngoài đây, mình dở lên cho cả nhà xem. Cả nhà thấy khu màu khủng khiếp không? Thì trước tiên mình sẽ đặt vào cái khu mới này trước cả nhà. Mình đặt cái máy niệm Phật giữa ngay khu mồ mới này luôn. Đó. Và mình tìm một cái, mình sẽ mượn một cái ngôi mồ để mình có cái phần nó hơi chá nha cả nhà. Tại vì cái đèn hồng ngoại của mình nó sẽ dọ vô cái, nó dạ vô cái nền gạch bóng của cái ngôi mộ á, thì nó sẽ chá lại cái ánh sáng.
Thì mình đặt như thế này là thấy cũng khá là rộng rồi đó. Thì mình đặt cái máy niệm Phật ngay chính giữa. Nếu như có vong linh nào còn hiện hữu ở đây thì mình hy vọng người ta sẽ nghe được đó nha. Thì mình đang đặt máy, mình đặt cái bàn cúng. Mình muốn sẽ mượn một cái ngôi mộ nào ở đây. Thì một cái khoảng lớn. Ok đó, được á. Họ phát thấy được rồi. Hiện tại bây giờ mình đứng ngay trong khu mộ này là không có cái đèn nào hết cả nhà. Mình chỉ là cái đèn hồng ngoại mình cũng tắt luôn. Nếu mình mở chỉ có là cái đèn đỏ đỏ thôi. Mình đứng giữa khu mộ. Cái hôm mình đi vô cái căn nhà ở trong công ty đó nha, gặp ông chú đó cũng vui vui, làm như ông đi kiếm người ta chứ không phải là ông kiếm ma. Có cái ông xịt cá thằng đó nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con đến đây thì con biết là những ngôi mộ này ở đây cũng được mới xây lên thôi.
Thì ông bà ở đây cũng mới mất đây thôi. Thì con đến đây làm một cái bằng cúng và con xin phép mượn một cái ngôi mộ để mà con đặt bằng cúng trên này. Thì con rất mong là ông bà cũng đừng quở trách con. Thì con cũng có ý là muốn để cho tất cả các vong linh đều nghe được sáu chữ Di Đà. Khi con nói xong thì con sẽ bật lên là sáu chữ Di Đà cho các vong linh đều nghe. Nhưng mà trước khi nghe thì con muốn nói rõ như thế này. Thì trong lời Đức Phật Thích Ca có kể lại là Đức Phật A Di Đà ở một thế giới khác, Ngài có 48 đại nguyện. Thì trong 48 đại nguyện đó, Ngài Đức Phật Thích Ca có nói là đại nguyện thứ 18 của Ngài Đức Phật A Di Đà. Thì Ngài, cái đại nguyện của Ngài rất là lớn. Nếu như ai tin tưởng niệm sáu chữ Di Đà thì trong đó gồm có Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như ai nhất tâm niệm thì Ngài sẽ đến dẫn linh hồn người đó đi. Và một khi Ngài đã dẫn linh hồn người đó đi thì lên ở một cái quốc gia của Ngài, đó là gọi là Tịnh Độ Quốc. Thì trên đó rất là đẹp, rất là tốt. Tóm lại trên đó có bảy báo. Thì trên đó tất cả đều công bằng, không có gọi là tham sân si gì đó nữa hết. Lên đó là chỉ biết tu và hưởng an lạc. Tóm lại là mất hết trơn tất cả các thứ mà ở cõi ta bà mà hiện tại đang có. Cái thứ nhất, cái khổ sanh tử. Cái thứ hai là cái khổ đau bệnh. Còn cái thứ ba nữa, cái khổ nghèo. Đó. Và cái thứ tư nữa, giàu cũng khổ. Nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ. Cho nên á, sống ở cõi ta bà này tất cả đều là do nghiệp mới tạo mình mới sanh về đây. Khi mà nghe được sáu chữ Di Đà rồi thì con mong, tuy là con không có nói hết ý được của trong kinh Vô Lượng Thọ, con không nói hết ý được của trong cái đại nguyện thứ 18 của Ngài Đức Phật A Di Đà, nhưng con chỉ nói một cách đơn giản để cho ông bà đây nghe và hiểu được. Hãy tin con và niệm sáu chữ Di Đà. Thì đó là đại nguyện lớn nhất của Đức Phật A Di Đà đã nguyện. Ngài không phải ở thế giới này, nhưng tất cả mười phương thế giới, nếu như ai tin nguyện gửi linh hồn này của mình về với Ngài thì Ngài sẽ xuống dẫn dắt. Bất cứ ai, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng. Đó là lời Đức Phật, đó là lời Đức Ca Thầy. Thì con sẽ bật cái sáu chữ Di Đà lên ha, cho ông bà nghe ha. Nếu như ông bà thật sự còn ở đây chưa ai giải thoát á, thì có thể lắng nghe sáu chữ Di Đà nha. Nhưng mà khi mình lắng nghe rồi, mình ráng niệm theo cho thiệt là chính xác sáu chữ Di Đà trong vòng 10 niệm thôi, thì Đức Phật A Di Đà sẽ dẫn dắt đi. Sao mà mũi gì? Đây là sáu chữ Di Đà, con mong ông bà ở đây lắng nghe niệm theo nha, dán niệm theo sáu chữ Di Đà, niệm thật là tinh tấn, đủ 10 niệm, không có tà niệm, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì hết. Trong khi niệm hãy nguyện gửi linh hồn này về Đức Phật A Di Đà, để Ngài có thể xuống đây dẫn dắt đi nha. Bây giờ con xin phép ra ngoài.
có cái gì vui không? Ba cái nhang cả nhà. Ba cái nhang chế như cái tầng thang. Cái nhà hôm nay mình chỉ đặt cái máy như thế này thôi, mình cũng không biết là sẽ có cái kết quả như thế nào, về coi lại thôi cả nhà. Mình điện ngay để tắt đèn tôi thui, xe mình đậu ngoài kia nha. Ở trước đây cũng có một cái máy niệm Phật mà cũng niệm cũng rất là lớn. Thì cả nhà ơi, bây giờ thì mình sẽ dừng video nha cả nhà. Thì hy vọng là cái này mình thử thì nếu như được đây sau là nếu như mà mình gặp bông linh giải thoát trong khu mộ thì mình không cần đi kiếm đâu xa, cứ vô ngay khu mộ mình đặt máy mình nguyện thôi, biết đâu là được một bông nào đó giải thoát. Mình cũng không cần phải tìm hiểu người ta như thế nào, mà chỉ cần người ta nghe được 6 chữ Di Đà, và chỉ cần người ta được nhất niệm, và một cái cần thiết nhất là nhìn thấy người ta được giải thoát như vậy thôi. Con nghĩ như vậy là rất là tốt đó nha. Thì nó ngay vô những cái nơi rừng rập này kia thì nó cũng hơi ghê gợn này kia. Thì những cái nơi đó thì mình sẽ like cho cả nhà mình xem nha. Thường thường nếu như mình hôm nào mình lên khu Tà Bạ, mình sẽ dẫn cho cả nhà mình lại trực tiếp luôn, cho cả nhà mình xem là từ lúc mình chạy xe lên, mình dừng xe lại, rồi mình quay luôn cái khu đó, thì cả nhà sẽ biết cái khu đó nó rộng như thế nào. Thôi giờ mình dừng nha, hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.